Cơm xong đi à. Ăn cơm ngon không? À, giờ con để rót sữa đậu nành cho má uống. Đây, sữa đậu nành đây. Sữa đậu nành uống. À, mai mai bà nội đã về quê. Chỉ còn lại hai mời nấu uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành đây. Đậu không? Tôi tưởng Dạ, uống không? dạ Uống ha, rồi để qua Thảo cho ông đây đi. đang uống Được rồi, được rồi, đây để con rót cho nó ly. Đáp đáp, để con rót cho nó ly cho con. Thủ tướng giỏi mà phải thưởng cho lớn ly sữa đậu nành. Rồi con cũng thưởng con ly nữa. Đây. Con thưởng con ly luôn. Để cho Tuấn ha. Cho Tuấn đây, cho Tuấn. Cho Tuấn nè. Đường nhiều hay đường ít? Ít thôi ha, rồi. Chủ quán tôi bán sẽ không lấy tiền đâu nha. Tôi cần gì nói nha, chơi. Con này thì bà thưởng cho bà. Đó. Đường ít luôn. Đường vàng nó mới tốt, phải không? Đường trắng là nó tẩy á. Dạ. Còn đường vàng là mình cái rất là tốt. Đó. Mỗi người mỗi ly. Rồi. Sữa đậu nành thơm ngon. Cốc bà nội quậy cho. Bà nội thương bà không? Bà quậy cho bà uống không? Nhỏ nhỏ bà nội đã quậy rồi, đã nhai cơm. Hồi xưa là lúc còn trong nôi là lúc mà mới 1 tuổi thường hay nhai cơm đúng không? Nhai cơm hả? Nhai cơm cho ăn không? À đó rồi hả? Không có nghèo. Rồi hả? Bởi vậy hơi hốm của mẹ hiền. Rồi mời cả nhà, mời má nâng ly. À, chúc sức khỏe, mai má về mạnh khỏe. Chú Tuấn nâng ly đây, lên lên. Chú Tuấn nâng ly, chú Tuấn đây nâng ly ha, chúc mừng ha. Rồi nâng ly, mời bà nội. Đó, chúc bà nội mạnh khỏe. Sữa đậu nành thơm ngon. Còn đây là má lần đầu tiên má thấy trái vú sữa này hả? Nó vàng, con cũng mới thấy luôn. Sao nó vàng hực luôn ha. Của quán cơm cô ba ở đường, ở gần đường Cao Lãnh đó. Thì quán cơm cô ba đó là mấy đứa, ở gia đình nó mến mộ con lắm. Mấy đứa cháu nó dễ thương. Lần nào xuống, dạ. Lần nào xuống ăn con không tính tiền hết rồi. Dạ, còn tặng quà nữa nè. Đây là vú sữa nhà. À, chú Thanh gửi lời cảm ơn con nha. Lần nào ghé tiệm là ăn cơm không có lấy tiền, để chú Thanh ủng hộ chứ không lấy tiền ngoài chú ngại mà chú không có ghé nha. Rồi chú cảm ơn con nhiều, những cái vú sữa đó đại gia đình cả nhà thấy không, nó lạ luôn, nó vàng rực. Mà đây là chỗ quán cơm cô ba đường đi lên Cao Lãnh đó, đại gia đình là cháu nó nói vú sữa nhà của con đó lạ quá, lần đầu tiên mới thấy mà ăn rất là ngọt. Tình không có họ. Có hột nhưng mà nó vẫn ngọt thanh thao, ngọt thanh thao luôn. Đó đúng rồi. Rồi mai mai con bỏ rảnh cho má ăn ha. Mai bà Cóc lại về Tây Ninh, hôm nay má xuống đây cũng tháng rồi ha, mau quá ha, thời gian nhanh quá. Đó. Rồi xin mời vô, mời vô, mời vô, đúng rồi. Chúng ta nhậu sữa đậu nành. Sữa đậu nành, sữa đậu, còn đây là vú, trái vú sữa màu vàng.
đó là những trái quýt và những trái xoài của Ngọc Sơn đã gửi tặng. À, đây xoài nhà, xoài ăn hết rồi, xoài còn quýt, xoài ăn rất là ngọt. À, xin cảm ơn em trai danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và cô giám đốc xinh đẹp Kim Duyên đã tặng cho gia đình Châu Thanh xoài rồi quýt ăn rất là ngon. Xin cảm ơn nha, cảm ơn danh trai nhạc sĩ Ngọc Sơn, người em rất là dễ thương. Còn đây là quà rất quý, tất cả những món quà được nhận thật là quý làm sao đâu. Bây giờ bà nội về, hai cha con mình hát cho bà nội nghe ha. Rồi chúc bà nội hát lại ha bà nội. Bà nội hát xà ren á. Xà ren. Bà năm bà chết là hết xà ren. Bà năm mai bà nội về, tại vì chiều bà nội mất. Cho tướng xích lên bánh chút xíu để đụng cái đờn ba. Đó, được chưa? Đó, được ha. Đờn má để đó, chút con dẹp, để đó. Đó hết rồi mà. Được rồi, để đó, tôi cho tướng làm đi. Vỗ tay cho Tuấn nha, cho Tuấn đến trống mà thấy hay bà nội phải vỗ tay nha. Cho Tuấn được khán giả yêu mến lắm á. Nói thấy cho Tuấn có khiếu để đến trống nè. Rồi cho Tuấn lại rất là hiền, dễ thương. Cho Tuấn gửi lời chào bà con đi. Xin chào. Chào bà con. Chào. Lớn lên, nói lớn lên. Chào bà con. Đó, hay quá. Rồi cảm ơn bà con đã gửi lời cũng như là cảm mến Châu Tuấn. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Đã cảm mến Châu Tuấn. Cảm mến Châu Tuấn. Đó, hay quá. Vô, mời má vô mấy nữa đi. Vô, xin mời. À, hai mẹ con mình cũng sửa đậu nành ha. Uống ngủ cho mát. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Tầng tàu sớm hôn mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy cha che chờ đàn con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ
xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe không. Mẹ ơi, làm sao con quên được tấm lòng bao la của mẹ. Mẹ đã dài nắng dầm mưa tàu tần hôm xóm nuôi các con khôn lớn nên người. Ôi biết nói sao cho vơi hết nỗi lòng mình. Mẹ ơi, tình mẹ thiêng liêng quá, cho con cả cuộc đời nào có tính toán, mà chỉ mầu mong cho con mình được lớn khôn ấm no hạnh phúc, rồi trưởng thành mỗi đứa lại ra đi, để mẹ chờ mong nơi chốn quê nhà. Cha qua đời giờ còn có mẹ, thân già một mình lận đận ra vào mong đợi, nhớ thương con từng phút từng giờ. Cảm ơn Phật trời đã ban tặng cho con, cho con người mẹ có trái tim nhân ái vô vàn. Xin cho con được kiếp sau vẫn là con của mẹ, để đền đáp thăm ân sâu nặng của mẹ hiền. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Thôi ôi, bà nội vỗ tay nữa kìa. Thôi đó coi, hay quá. À, đây là một bài hát mà Châu Thanh để viết tặng cho mẹ mình. Vì Châu Thanh đã mất cha rồi, đại gia đình. Trong mười mấy năm qua thì mẹ ở nhà chỉ thui thủi ra vào, mong đợi từng đứa con khi lớn khôn rồi mỗi đứa một phương trời. Nên thì những giây phút còn gần bên mẹ là một niềm hạnh phúc vô cùng. Và bà mẹ của mình thì mình rất vui là bà thích niệm Phật lắm. Mỗi khi bà niệm Phật ở trên mình nói má ơi, niệm Phật má ơi, lên má lên đó. Bởi vì cho nên có cái hồng kêu bằng cái có được sức khỏe của bà, bà được sức khỏe mình rất là mừng. Rồi mẹ mình hồi xưa là bà làm bộ giường đó tại gia đình, má sanh đẻ hồi đó ở dưới quê đó, đâu có nhà thương, đâu có bệnh viện mà sanh phải không. Rồi mấy ở dưới quê đó thì má sanh má tính là khoảng bao nhiêu người má nhớ không? Nhiều nói tôi phải ngàn đứa. Ồ đó có vậy đó hả? À lớp miệng rước cho con miệng. À tại vì ở trên quê mình là gần Campuchia đó đại gia đình. Thì cái ranh giới Phước Chỉ và giới Campuchia gần nhau lắm. Nên có những người miệng cũng rước má mình đi sanh cho người ta nữa. Rồi đó coi, bởi vì cho nên bà cụ làm phước nhiều quá nên bà cụ khỏe nè. Rồi chích chục rồi mà thấy bà cũng hồng hào, rồi bà ăn ngon, rồi bà ngủ ngon, để nhờ bà biết thương Phật nữa, bà niệm Phật hoài ha, quý quá chừng luôn. Bởi có cái câu á má, niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đó, tại má thường hay niệm Phật rồi lại Phật đó. Bởi vậy nên má được phước báo nhiều đó. Rồi, hồi nãy hát một bài
để kính tặng cho má. Thì hôm nay mẹ con mình gặp lại, con lại cũng nhớ cha. Bây giờ con xin gửi đến hương linh của cha một bài hát là dù cha đã ra đi mười mấy năm qua, nhưng hình ảnh cha vẫn mãi mãi trong tim con và cả gia đình mình, bao giờ cũng nhớ đến cha nhiều lắm, nhớ nhất là má. Và bây giờ con xin gửi đến ba, gửi đến má, và cũng xin gửi đến tất cả đại gia đình, những ai mà còn cha còn mẹ, thì Châu Thanh xin trân trọng kính chúc cho đại gia đình mình thật nhiều hạnh phúc. Đó là hai vị Phật, theo lời Phật dạy, đó là hai vị Phật sống, cha với mẹ là hai vị Phật sống. Còn bây giờ thì nếu mà ai đã mất cha hoặc mất mẹ, thì Châu Thanh xin được chia sẻ nỗi đau cùng với tất cả các anh chị, tất cả các em, các cháu. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chẳng lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha ơi dù cha đã ra đi không bao giờ trở lại, nhưng hình ảnh cha trái tim cha mãi mãi là vầng dương luôn soi sáng sưởi ấm đời con muốn thuở. Con luôn
khắc đầm trong tim từng phút từng giờ. Những ngày con bên cha bao khó khăn, gia đình của ta làm sao nói hết thân tình. Suốt cuộc đời chẳng quản gì sương gió, lo cho đàn con thơ. Ôi thương cha cả một đời gian khổ. Đớn đớn đau vô cùng cha ơi cha, xót xa nghe ngào lệ rơi, nói không nên lời. Từ đây con đã mất cha, từ đây tìm đâu bóng cha. Giá trị của cuộc đời không phải là quy quyền hay vật chất, mà là cách sống biết đạo đức nghe con. Những lời cha dạy năm xưa con nguyện khắc ghi mãi mãi trong lòng. Ai người đã mất tình cha mới nghe sâu nặng xót xa đau buồn. Tâm tư bấn loạn như cuồng, ai ơi có thấu đoạn trường chia xa. Trời ơi cảm ơn bà nội nha, bà nội vỗ tay ủng hộ con trai. Trời đất ơi cảm ơn bà nội. Trời mai bà nội về mình khỏe nha. Rồi Tết lên chơi nữa nha. Bà nội như xưa coi như là bà nội chứ đối thường hay chạy xô luôn. Bà thích ở đâu thì con cái rước, vậy cho nên không để cho bà nội những ngày buồn. Con lụ cũng đòi rước má lên đánh chơi hả? Rồi con dì Tư á hả? Vậy má thì sao đi má? Tết thì đi đâu mà đi lên viên hả? Đồ viên bé. Dạ hả, đòi rước má về đánh chơi ha. Đi cái đám tụ con còn chín tháng lý rồi. Vậy đó hả? Trời ơi, sao vậy đau, còn kìa. Dạ, hồi lớn lên ai cũng bệnh hoạn quá. Cuộc sống mà làm con người thì ai giàu có ớt mà giận bệnh hoạn ha, bởi vậy có tiền cũng đâu thể mua được sức khỏe. Bữa ngồi trước cửa nhà gái cái mới đâu mua được sức khỏe, thấy không má? Thấy không cái xe chở nó đi vô chùa, nó rồi vô chùa lại. Dạ đó, nhưng mà đúng rồi thì mình tin tưởng về ân trên tâm linh thì trời Phật sẽ phù hộ che chở mình tay qua nạn khỏi. Cô sáu ba rồi giờ mới ăn cái này không? Con gọt này cho má ăn hiện trái nha. Về mau. Giờ để dành cho mai má đem về ha. Mai bỏ cho rồi mai con sẽ đưa má về. Rồi bây giờ thì Châu Tuấn ơi. Châu Tuấn ơi chào tất cả bà con đi. Rồi cái dịp nào ơi đi. Khoan để xong còn tí xíu nữa. Dạ. Rồi con chào đi, chào bà con. Nói đi. Chào, chào bà con. Rồi chúc bà con mạnh khỏe. Chúc bà con khỏe. Đúng rồi. Bà nội cũng chào đi, chào khán giả đi, chào các chào khán giả. Mạnh khỏe, ăn Tết cho lớn. Ăn vui vẻ phát tài ha. Trời ơi, bà nội chúc Tết luôn kìa. Và đạo cốc chúc mọi người mùa xuân sắp tới sức nhiều sức khỏe đúng không? Gia đình hạnh phúc. Là phát tài đúng không? Rồi má ơi chúc phát tài. Vậy mà năm nay mà khi mà bà con ai mà xem nghe những lời của má chúc thì mọi người sẽ được phát tài hết. Giàu có lên hết ha. Quý quá. Rồi Châu Thanh cũng xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý bà con đã dành thời gian để ủng hộ chương trình của Châu Thanh.